Chào tất cả anh em, chúc anh em có một ngày mới thật là vui. Và hôm nay thì mình làm cái video này chia sẻ cho anh em cái cách kiểm tra xem là cái máy phát điện nó có làm việc tốt hay không anh em nhé. Nó có sạc đủ điện vào cho cái bi ắc quy này hay không. Và hiện tại thì mình đang dùng một cái đồng hồ để đo điện anh em nhé. Thì hai cái đầu dây của cái đồng hồ đo điện này anh em cặp vào hai đầu âm dương như mình. Cặp vào hai đầu âm dương. Và hiện tại điện áp của mình đang là 12V6. Và nhiều xe ví dụ xe ô tô của anh em, ví dụ như là chúng ta đi mà chúng ta tự nhiên là thấy nó chết máy giữa đường ạ, bình ắc quy ở trong cái táp lô nó nổi lên thì có thể là xe anh em đang gặp vấn đề về máy phát. Và mà để mà chúng ta kiểm tra được xem là máy phát của chúng ta nó còn hoạt động tốt hay không á, hay là do nguyên nhân khác á, thì mời anh em theo dõi video này của mình. Nếu anh em thấy video hay thì hãy đăng ký cũng như là like hay để lại một bình luận cho mình để mình biết là các bạn thích cái video này của mình nhá, để lần sau mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và mình xin nhắc lại cho anh em nhớ nhá, tức là khi xe của bạn đang đi trên đường mà tự nhiên cái đèn bình ắc quy á, nó nổi lên trên cái đồng hồ táp lô, kèm theo là xe máy nó chết, đang đi nó chết máy, để lại không nổ, còi thì không kêu, đấy, mất hết điện táp lô, thì đây là cái nguyên nhân là do cái máy phát nó không sạc được điện vào bình ắc quy anh em nhé, chứ không phải là do bình ắc quy hỏng. Nhiều bác là đem đi là mua bình ắc quy mới xong rồi về thay vào đi một đoạn lại chết bình thường. Đấy, đây là nguyên nhân do máy phát, nên là chúng ta phải phân biệt rõ và tránh cái tình trạng chúng ta mất tiền oan ở khoản này. Và những cái cách kiểm tra như thế nào thì mấy anh em cùng xem tiếp. Cách thứ nhất là anh em dùng cái đồng hồ này cho mình. Dùng cái đồng hồ đo điện này, anh em dùng lấy hai cái đầu của cái đồng hồ nối vào hai đầu âm dương và chúng ta đo xem cái điện áp. Điện áp khi đang tắt máy nhá là bao nhiêu volt. Như đối với con xe này khi mà đang tắt máy thì điện áp đang là 12V6 này. Và bây giờ mình sẽ để nổ máy lên cho anh em xem nhá. Đấy, khi mà đề nổ máy lên thì điện áp nó sẽ tăng lên là 14V19. Tức là cái máy phát của con xe này nó đang sạc điện rất là tốt anh em nhé. Điện sạc rất là khỏe, máy phát làm việc bình thường. Tại vì sao mình biết được? Bởi vì là điện áp khi nổ máy đang là 14V2. Có nghĩa là dòng điện mà sạc vào bình ắc quy là cao hơn của máy phát sạc vào bình ắc quy là nó cao hơn 2V so với dòng điện thực tế. Mà vừa nãy là khi mà mình tắt máy á, là đo là 12V á, nổ máy lên đo 14V, tức là nó cao hơn dòng điện của bình, nên là nó sẽ sạc vào được vào bình ắc quy nhá. Đấy, anh em hiểu lôm la, tức là để mà máy phát nó sạc được vào bình ắc quy á, thì điện áp sạc của nó phải cao hơn điện áp của bình. Đấy, chỉ có vậy thôi. Và anh em cứ bật hết những cái phụ tải lên. Phụ tải ví dụ như là bật hết quạt gió này, bật hết đèn lên cho mình, bật điều hòa lên. Khi mà bật hết phụ tải lên mà điện áp vẫn còn 13V9 như thế này, tức là máy phát sạc điện rất là tốt, rất là khỏe và máy phát hoạt động bình thường anh em nhé. Còn khi mà bật tất cả những phụ tải lên mà điện áp nó về còn 12V thôi á, 12V5, 12V6 rồi á, thì chứng tỏ là máy phát khi mà có tải là nó không làm việc. Đấy, nó làm việc rất yếu. Đấy là cách đầu tiên mình chỉ cho anh em. Cách thứ hai mình muốn chỉ cho anh em mà khi mà chúng ta không có cái đồng hồ đo điện này nhá, thì chúng ta làm sao chúng ta kiểm tra được xem là cái máy phát điện nó có sạc điện tốt hay không. Đó chính là anh em nổ máy xe lên cho mình, anh em để máy lên và anh em ngắt một trong hai cọc bình ắc quy này ra cho mình. Anh em lấy cờ lên 10, anh em tháo ra một trong hai đầu cọc bình ắc quy này ra. Anh em chú ý một điều, nếu mà anh em tháo ở bên đầu cái cực dương nhá. Cực dương nghĩa là ở trên bình ắc quy nó sẽ có ký hiệu dấu cộng. Đấy, bên cực âm nó sẽ có ký hiệu dấu trừ. Nếu anh em tháo bên đầu cái cực dương này ra này thì anh em phải để ý là đừng để cái đầu cực đấy nó chạm vào những cái thành xe nhá, hay là những cái sắt xi bên ngoài. Bởi vì là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ gây chập ấy, nên là anh em tháo cái cọc cực dương ra anh em phải để ý. Anh em muốn an toàn hơn thì anh em cứ tháo cọc âm ra cho mình cũng được. Đấy, ngắt một trong hai đầu cực ra. Và chúng ta để ý một điều, tức là khi nổ máy
tháo cái đầu cực đấy ra mà xe chết máy luôn, là có thể là máy phát của chúng ta nó đang không sạc điện vào bình ắc quy. Đấy, đấy là cách kiểm tra thứ hai khi mà chúng ta không có cái đồng hồ đo điện này, là chúng ta kiểm tra như vậy. Hoặc là cũng có cái trường hợp nó xảy ra, tức là anh em phải thử kỹ nhá, khi mà chúng ta ngắt ra, ngắt cái cọc âm ra, chúng ta bật thêm phụ tải nhá. Đấy, cái gì cái cứ phải có thêm phụ tải thì mới biết được nó còn hoạt động tốt hay không, nó còn khỏe hay không. Thì chúng ta cứ bật thêm phụ tải lên, rồi chúng ta tháo mát ra mà nó vẫn hoạt động bình thường, đèn vẫn sáng bình thường, mọi thứ xe vẫn nổ máy bình thường, máy vẫn bốc bình thường, thì chứng tỏ là máy phát làm việc rất tốt, nó sạc điện rất khỏe cho cái bình ắc quy. Đấy, còn nếu như bật lên mà chết luôn là chứng tỏ là máy phát tèo luôn rồi, là phải đem đi mà sửa thôi. Và đấy là cách thứ hai. Và những cái nguyên nhân khiến cho máy phát nó không sạc được điện vào bình ắc quy á, đó chính là nguyên nhân thứ nhất, chính là do những cái cọc bình này của chúng ta nó bị lỏng. Khi mà nó lỏng thì xe, khi mà xe nó chạy nó nổ máy thì nó sẽ dẫn đến nóng, nó mô ve hay đồng cực, nên là điện áp sạc vào bình nó sẽ bị yếu đi và nó không đủ dòng, không đủ điện áp. Đấy, đấy nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai đó chính là do chổi than của máy phát bị mòn. Thì lâu ngày thì anh em phải lên bảo dưỡng cái máy phát này một lần. Chúng ta chạy theo tùy số km chúng ta chạy thì chúng ta lên bảo dưỡng một lần, xem là chổi than nó bị mòn hay không, hay là hai vòng bi máy phát nó bị chết hay không. Đấy, thì chúng ta kiểm tra. Và có thể là do diode nữa, diode nó bị nổ diode. Thì khi mà diode nó chết thì nó sẽ gây ra tiếng hú. Đấy, thì anh em cần phải kiểm tra, đi bảo dưỡng thì người ta sẽ đo và người ta kiểm tra cho anh em. Đấy, đấy là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba đó chính là do cái dây đai của máy phát nó bị trùng. Nó bị trùng quá nên là thường những cái xe mà bị trùng dây loa thì ga lên, ga mạnh lên thì là nó mới điện áp này, điện áp của nó mới cao. Đấy, còn không ga thì nó chỉ rơi vào tầm 12V5 thôi. Cứ phải ga lên thì nó mới lên 14V. Đấy, thì chúng ta chỉ cần tăng dây đai lên là ok. Và cái nguyên nhân thứ tư đó chính là ở cái đầu cực của cái máy phát thì nó có cái giắc điện. Một đầu là B cộng, một đầu là giắc của cái dòng kích từ. Khi mà nó mất điện vào cái giắc đấy thì tức là nó không có kích từ cho máy phát, nên là nó sẽ không sạc được điện vào bình ắc quy. Đấy, thì đấy là những nguyên nhân mà khiến cho máy phát nó không sạc được điện vào bình ắc quy. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy like, chia sẻ cũng như là đăng ký, để lại những cái bình luận để mình biết là các bạn thích cái video này của mình các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.